ngươi cho rằng ánh mắt của ai cũng giống như người vậy sao? Bồn tiểu thư cũng không phải là không có ai chú ý đâu. Dưới con mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc hừ một tiếng nói. Tiêu Viêm cười cười lại một lần nữa chuyển ánh mắt về hướng Nhược Lâm đạo sư cười nói. Thế còn người cuối cùng là ai? Gần ngay trước mắt, Nhược Lâm đạo sư già hoạt cười nói. Ấy, Tiêu Viêm ánh mắt nào nào chuyển hướng về Huân Nhi đang ở bên cạnh, nhìn thấy nàng đang cười khẽ không khỏi cười khổ nói. Quả nhiên là một kình địch không thể nào không có trọng. Không thể ngờ, người cuối cùng mà Nhược Lâm đạo sư muốn nhắc chú ý chính là Huân Nhi có thiên phú tu luyện khủng bố, hơn nữa còn có bối cảnh thần bí khổng lồ. Trong lúc mấy người đang thấp giọng cười đùa, trên khán đài của quảng trường đã lại một lần nữa đầy áp khán giả. Tiếng nói ồn ào, vang vọng đến tận trời. Ngày thứ hai của nội viện tuyển bạt đại tái cuối cùng cũng đã chính thức được bắt đầu. Trong lúc một gã trọng tài trung niên chậm rãi đi lên trên quảng trường, phía trên khán đài nhất thời bộc phát ra một tràng hoan hô đình tài nhức óc. Tiếng hoan hô theo bàn tay áp chế của trọng tài dần dần giảm xuống. Người trung niên trọng tài này nhìn quanh một vòng, sau đó cất cao giọng nói. Các vị đồng học trải qua sự lựa chọn và đào thải ngày hôm qua, nguyên bản 3 năm thiên thủ đăng ký dự tuyển, hôm nay chỉ còn sót lại 174 người. Dựa theo tốc độ này, trong hôm nay hẳn là chúng ta có thể biết được 50 người có thể giành được danh ngạnh tiến vào trong nội viện. Tốt lắm, đã đến giờ, hiện tại ta xin thông báo bắt đầu ngày thứ hai của tuyển bạt đại tái. Phàm là tuyển thủ được gọi tên, xin mời mau chóng lên trên đài. Mỗi khi vượt quá thời gian quy định mà chưa có mặt thì sẽ mất quyền tham gia thi đấu. Trung niên trọng tài cũng không có nói nhiều, lên tiếng giới thiệu qua một lần quy tắc trận đấu, rồi sau đó chậm rãi lùi xuống chỗ ngồi của trọng tài, mà lúc này hai cái tên cũng được trọng tài xứng tên. Huyền giai ban 3 La Phú, huyền giai ban 5 Quả Lợi. Nghe thấy tên của mình, lưỡng đạo thân ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhất thời bắt đầu từ trên khán đài đi xuống, vững vàng dừng lại trên quyết đấu tràng, nhìn nhanh tóe lửa, hai loại thuộc tính bất đồng từ trong cơ thể mỗi người mãnh liệt trào ra, đấu khí hùng hậu bao bọc hai thân ảnh vào bên trong, hình thành một lớp đấu khí xa y hoàn mỹ. Hai người đang ở trên đài, mặc dù trong học viện không thể nào so sánh cùng đám nhân vật phong vân như là Bạch Sơn, nhưng ít nhất cũng có một chút đặt danh khí. Bởi như vậy, khi mà hai người vừa thượng tràng, trên khán đài vang lên chiến tường đấn âm thanh trợ uy, có thể có tư cách tham gia tuyển bạt đại tái. Hơn nữa, kiên trì được đến ngày thứ hai thì có thể khẳng định, ở trong ngoại viện của Già Nam học viện ít nhất cũng có thực lực đủ để xếp vào trong tầng lớp cao cấp. Hai người ở trong sân đều thuộc ban huyền giai, một người đấu phi phòng hệ thuộc tính, nhanh nhẹn màu phiêu giật, một người là địa hệ thuộc tính, châm ổn mà ngừng trọng, một người chú trọng thần pháp nhanh nhẹn, một người chú trọng phòng ngự châm ổn. Lực lượng cùng với thuộc tính đấu khí của hai người đều không hơn kém nhau là mấy, cho nên nhất định là trận đấu này sẽ phải lâm vào trạng thái sang co, mà sự thật diễn ra cũng đúng như vậy. Từ khi trận đấu được bắt đầu, vị học viên phòng hệ thuộc tính kia hóa thân thành một đạo thanh ảnh, không ngừng lợi dụng sự nhanh nhẹn di chuyển xung quanh đối thủ. Trường phong xảo quyệt chuyên nhắm vào những chỗ yếu hại trên thân của đối phương mà đánh tới. Có điều công kích của hắn tuy rằng sắc bén, nhưng đối thủ của hắn cũng không phải kẻ tầm thường, thân thể như là bàn thạch vững vàng đứng trên mặt đất, y vào địa thế đấu khí nổi tiếng về khả năng chiến đấu lâu dài và đau khổ kiên trì. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy được hắn mặc dù thoạt nhìn như đang ở thế hạ phong, nhưng lại có thể đem toàn bộ thương tổn do công kích sắc bén của đối phương giảm đến mức thấp nhất. Một công một thủ chiến đấu tàn nhẫn ở trên quyết đấu tràng khiến cho đại bộ phận những cặp mắt của khán giả đều bị hấp dẫn. Những tiếng hét trợ uy trên khán đài không ngừng truyền xuống, cuối cùng là liên tục vang vọng khắp quảng trường. Xem ra La Phủ có khả năng thắng cao hơn. Tiêu Viêm nhìn La Phủ ở giữa sân không ngừng là đem thiệt hại của do công kích của đối phương giảm đến mức khó nhất, khẽ cười nói. Hắn không phải đang bị Quả Lợi chiếm thế thượng phong sao? Tiêu Ngọc nói thầm một tiếng. Quả Lợi kia tuy rằng nhìn như công kích có vẻ rất hùng mãnh, nhưng cứ tiếp tục điên cuồng công kích như vậy, thì sau một thời gian nữa hắn sẽ kiệt sức. Xem màu sắc đấu khí của hắn, hẳn là công pháp mà hắn tu luyện không quá mức cao cấp, mà công pháp cấp thấp căn bản không đủ khả năng để chống đỡ quá lâu với mức tiêu hao như vậy của hắn đâu. Trái lại La Phú, từ lúc bắt đầu quyết đấu đến giờ, các bộ chưa từng di chuyển quá lớn, hơn nữa mỗi lần hứng chịu công kích của đối phương, bàn chân của hắn đều hơi chút run rẩy, đó là hành động theo kình lực truyền xuống mặt đất. Tuy rằng phương pháp giảm bớt kinh lực này có một chút ngu ngốc, có điều vẫn có thể tiết kiệm được rất nhiều đấu khí, cho nên nếu như Quả Lợi kia không có sát chiêu cực mạnh, chỉ xa không quá 30 chiêu nữa, công kích của hắn sẽ dần dần yếu bớt, cuối cùng cũng sẽ thất bại mà thôi. Huân Nhi ở một bên mỉm cười giải thích. Nghe được Huân Nhi cẩn thận giải thích, không chỉ là Tiêu Ngọc gật đầu đâu, đến ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc liếc mắt nhìn cô nàng một cái, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể nào phân tích rõ ràng đến như vậy.
Không biết cô nàng này 2 năm này đã tu luyện đến loại cấp bậc nào, có điều chắc chắn sẽ không yếu hơn ta đâu. Trong lòng nói thầm một tiếng, Tiêu Viêm có một chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cho rằng 2 năm nay tốc độ tu luyện của bản thân đã cực kỳ khủng bố. Vậy mà xem ra cô nàng này lại còn muốn biến thái hơn. Có điều ngẫm lại thần bí thế lực sau lưng nàng có lực lượng đến ngay cả Dược Lão cũng phải kiêng kỵ, thì tâm tình của hắn cũng trầm ổn lại vài phần. Dù sao thiên phú tu luyện của Huân Nhi không hề kém hơn hắn, hơn nữa từ nhỏ đã được tu luyện cao giai công pháp, rồi các loại đan dược quý hiếm vân vân cũng không hề thiếu, vì vậy so với chính mình vất vả tìm kiếm các loại dược liệu để luyện dược còn tiện lợi hơn rất nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ miên man, tình hình chiến đấu đang giằng co ở giữa sân rốt cuộc là cũng có biến đổi. Tên qua lợi kia giống như cũng biết bản thân đã sắp đến lúc gặp phải phiền toái, cho nên sau một lúc điên cuồng công kích, rốt cuộc thì tính toán làm chậm lại tốc độ công kích, nhưng mà ngay sau khi tốc độ của hắn giảm xuống, La Phủ vẫn bất động giống như là con rùa rút đầu kia, lại đột nhiên phát động. Một chiêu đấu khí sắc bén hoàn toàn bất đồng với thiên tính phòng ngự của địa hệ đấu khí xuất ra, một trường đó đem qua lợi chấn văng ra vài chục bước, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tĩnh lặng giống như núi, đá đồng thì giống như sấm chớp, một chiêu đánh bại địch, chắc chắc không hổ là già nam học viên, tố chất chiến đấu của đệ tử có thể cường hãn như vậy, cũng khó trách năm xưa khi mà xin phép rời đi. Nhược Lâm đạo sư chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép, một hệ thống đào tạo xuất sắc như vậy, nếu không có lão sư âm thầm chỉ đạo, chỉ tự mình mày mò tu luyện thực sự đúng là khó có thể vượt qua nỗi tiến độ tu luyện điên cuồng của học viện. Nhìn thấy La Phủ một chiêu giành được chiến thắng, Tiêu Viêm không khỏi hoảng sợ lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thầm thở dài, Tiêu Viêm tiếp tục đem tinh thần tập trung về phía sân đấu. Ở giữa sân, sau khi trọng tài tuyên bố La Phủ giành thắng lợi, hai người đang đứng ở trong tâm trạng hoàn toàn bất động dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn xuống rời khỏi sân đấu, dường như khu vực lại cho trận đấu tiếp theo. La Mật Cổ càng cảm thấy rất là khẩn trương hơn. Trận đấu không hề đơn giản gián đoạn như vậy cũng khiến cho khán đài xung quanh trở lên trên ầm ĩ vô cùng. Tiếng cổ vũ hoan hô đình tài nhức óc đập vào trong màng nhĩ mọi người vang xa. Ánh mắt nhìn về phía sân đấu giống như là một người cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng Tiêu Viêm đối với già nam học viện này càng lúc càng trở lên trên tập trung hơn. Lần thi đấu này, đại khái có thể đại biểu cho lớp cao thủ phía trên của ngoại viện, mà từ những kẻ tham gia thi đấu, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn ra, già nam học viện này đối với việc dạy đệ tử thực sự là rất có phong cách. Hơn xa những suy nghĩ trước kia của hắn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện, ánh mắt không chỉ có độc ác hơn, ra tay tàn nhẫn hơn, không có chút nào lưu tình. Loại tỉ thí nguy hiểm này đã vượt xa khỏi ranh giới luận bàn bình thường ở trong học viện rồi. Chỉ có điều nếu tự mình thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với ánh mắt độc ác từ trong những trận chiến đấu bản luận ôn hòa, căn bản chưa đủ để trở thành cường giả chân chính. Có thể xây dựng loại không khí này bên trong giả làm học viện, thực sự cũng có một chút bản lĩnh. Hàng năm học viện đều cử một số ít đệ tử tiến vào trong hắc sắc vực để tiến hành lịch lãm. Tuy rằng hành động này rất là nguy hiểm, mỗi một lần lịch lãm đều là tổn thất không ít đệ tử có tài, nhưng không thể không nói rằng đệ tử nào có thể thành công trở về đều giống như đã trải qua một quá trình lột xác vậy. Sự lột xác này không chỉ biểu hiện ra về mặt lực lượng, mà quan trọng hơn chính là sự chuyển biến về mặt khí chất. Âm thanh nhẹ nhàng từ một phía truyền đến, Tiêu Viêm quay đầu sáng, nguyên lai là Nhược Lâm đạo sư. Ấy, nghe thấy vậy, Tiêu Viêm không khỏi sững người, sau đó hơi giật mình nói, hắc sắc vực kia đích thật là một nơi lịch lãm vô cùng kinh hiểm, không nghĩ được rằng lớp cao thủ của già năm học viện lại có thể quyết đoán đến như vậy, dám đến địa vương ăn thừa nuốt sống. Đệ tử tham gia lịch lãm có thể lựa chọn đơn độc đi vào hắc sắc vực hoặc là đi theo đoàn thể, rất ít người lựa chọn đơn độc, ngoại trừ những kẻ vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân. Nếu tổ chức thành đoàn thể, học viện sẽ cử ra một gã nội viện đệ tử đi theo mỗi đoàn, đảm nhận chức đội trưởng để có thể dẫn đám đệ tử đi rèn luyện ở hắc sắc vực tàn khốc kia còn sống trở về. Ánh mắt của Nhược Lâm đạo sư có một chút kinh hãi, chậm rãi nói, Bạch Sơn Lục Mục mấy tên kia đều đã tiến vào hắc sắc vực, hơn nữa lại là lựa chọn đơn độc tiến vào, cho nên tuyệt đối không nên khinh thường bọn chúng. Nhướng mày lên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Bạch Sơn ở phía xa, không nghĩ tới tên kia cũng một mình đi qua hắc sắc vực. Trong khi Tiêu Viêm cùng với Nhược Lâm đạo sư thấp giọng nói chuyện, trận đấu ở trong sân cũng đã dần dần ngã ngũ. Sau khi trọng tài tuyên bố thắng lợi, hai gã tham gia thi đấu đều bị trọng thương, đều được người khác đỡ xuống. Vòng thứ 3, họ Lục thuộc về hệ luyện dược, đối chiến với Hoàng Gia Nhị Bàn Tiêu Viêm. Từ phía khu vực của nghỉ ngơi, một gã trọng tài chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng là cất cao giọng nói. Sau khi trọng tài dứt lời,
Quảng trường đang huyền náo bỗng nhiên trở lên trên vô cùng yên tĩnh. Vô số ánh mắt lập tức rời đến trên người của Tiêu Viêm. Trong những ánh mắt này có đủ loại ý tứ hàm xúc, đương nhiên ý xấu chiếm phần lớn. Xem ra rất nhiều người mong muốn là người mất mặt. Dù sao thì gã Tiết Băng ngày hôm qua cũng không thể so sánh với tên Mục Lục này. Thực lực của hắn cho dù là xếp trong ngoài tội toàn bộ ngoại viện cũng có thể xếp vào trong top 10. Hơn nữa nghe nói bởi vì hắn là luyện dược sư, cho nên hắn còn có thể khống chế một ngọn lửa có sức sát thương không yếu chút nào. Ta một đối thủ khó xôi, ngươi phải cẩn thận. Nhưng những ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng khi mà thấy người khác gặp họa, Nhược Lâm đạo sư nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa, muốn hoàn toàn ngăn chặn lại loại phiền toái như là Bạch Sơn này hôm qua gây ra, trận chiến ngày hôm nay của người thực sự vô cùng quan trọng. Tiêu Viêm ca ca, cố lên. Huân Nhi ngồi bên cạnh lúc này khẽ cười cổ vũ. Tên tiểu tử hỗn đảng kia, đừng để mất mặt đó. Nếu ngươi bị bại bởi cái tên đáng ghét kia, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Tiêu Ngọc lúc này giữ nắm đấm cảnh cáo nói. Xe cố hết sức, Tiêu Viêm mỉm cười, trước mắt ánh mắt của bao người. Chậm rãi đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ lên trên khán đài. Thân thể phiêu phiêu bay về phía quảng trường. Thân hình cao lớn cùng với thanh huyền trọng xích kia ở phía sau lưng, hình thành một bức tranh huyền dĩ. Ngay sau khi Tiêu Viêm tiến vào sân đấu, một âm thanh lạnh lót vang lên trên ở phía bên ngoài quảng trường. Chờ một đạo thân ảnh màu lam trong nháy mắt xẹt qua không trung, mũi chân điểm nhẹ lên trên cây cột dựng bên cạnh quảng trường, thân thể bay bay từ từ hạ xuống sân đấu. Thân ảnh màu lam dần dần hiện ra trên khán đài, xung quanh âm thanh cổ vũ chợt bùng nổ giống như sóng thần. Xem ra trong Già Nam học viện, rất nhiều người đặt hy vọng vào trên Mục Lục này, nên mới có thể vừa xuất hiện đã tạo ra khí thế cường đại chèn ép Tiêu Viêm xuống. Trận chiến này hẳn là có thể đủ để cho gã Tiêu Viêm kia bộc lộ toàn bộ. Tên Mục Lục kia cũng không phải là gã Tiết Băng ngày hôm qua. Nhìn hai người đứng giữa sân, khóe miệng của Bạch Sơn nở ra một nụ cười lạnh. Ta thật sự muốn nhìn xem Tiêu Viêm người đến tuột cùng là dựa vào cái gì mà có thể ở cùng một chỗ với Huân Nhi. Đánh đi, tốt nhất cả hai người đều đánh đến tàn phế nửa người đi. Huân Nhi sẽ không bị tiền Tiêu Viêm kia làm hư nữa. Nói một cách khác, nó sẽ là có cơ hội để ta ra tay. Một góc khác bên trên khán đài, Hồng Y thiếu nữ chăm chú nhìn vào sân thi đấu bĩu môi nói. Trong khi mọi ẩm miếu nham hiểm đang hướng mũi nhọn về phía của mình, thì đối với Tiêu Viêm mà nói, cuộc tỷ thí này chính là thời cơ để lập uy, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một thanh niên mặc áo lam, mái tóc rẽ xuống tùy ý, vẻ mặt lúc này lười nhác, thân hình cao ngất, bộ dáng tuy rằng không đẹp trai như Bạch Sơn nhưng lại có thể làm cho người ta lòng người sinh ra cảm giác thoải mái. Khuôn mặt thân thiện, thiện với mọi người, nhìn qua rất dễ sáng làm cho người ta bỏ đi một ít đề phòng, cũng khó trách. Lấy tính tình của Tiêu Ngọc mà ngay lần đầu tiên gặp mặt đã bị người này trêu chọc, Tiêu Viêm đã thấy được hòa hợp rồi. Ngươi là Tiêu Viêm, biểu đệ của Ngọc Nhi. Lúc đầu Tiêu Viêm đang đánh giá thanh niên áo lam kia thì tên này cũng đã cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Đúng vậy. Nhìn thấy người này cũng không biểu hiện ra cái loại vẻ mặt là như Bạch Sơn, lúc này Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu lên tiếng. Haha, người trong nhà, người nhà yên tâm đi. Tiêu Viêm huynh đệ, đợi lát nữa tiểu tiến hành tỉ thí ta sẽ nương tay.